Xin kính chào quý vị và các bạn. Tính đến những tháng cuối năm 1977, mặc dù đã bị bộ đội Việt Nam đánh bật khỏi hầu hết các vị trí xâm lấn, nhưng Khmer Đỏ vẫn còn chiếm giữ một số khu vực ở các tỉnh biên giới Tây Nam Việt Nam, đồng thời tăng cường thêm lực lượng gây rối, thường xuyên bắn pháo vào các vùng đông dân cư, khiến cho hàng nghìn người dân thường vô tội chết và bị thương, phá hủy nhiều nhà cửa và tài sản của người dân Việt Nam. Người dân ở các huyện biên giới Tây Nam Việt Nam rơi vào cảnh không nhà, không cửa, mất hết người thân, phải bỏ đất đai ở biên giới, chạy sâu vào nội địa trong trạng thái hoang mang, sợ hãi tột độ. Ngay từ sau tháng 4 năm 1975, chính quyền Khmer Đỏ đã chia lãnh thổ Campuchia ra thành 7 quân khu là quân khu Bắc, quân khu Đông Bắc, quân khu Đông, quân khu Tây Nam, quân khu Tây, quân khu Tây Bắc và quân khu Trung ương, cùng hai đặc khu là Phnom Penh và 505. Trong chiến tranh biên giới Việt Nam-Campuchia, Khmer Đỏ coi quân khu Đông là một khu vực trọng yếu. Nằm sát với quân khu Đông của Campuchia chính là quân khu 7 của Việt Nam, với Tây Ninh là mặt trận trung tâm. Theo lời của giới lãnh đạo Khmer Đỏ, nếu chọc thủng được phòng tuyến của Việt Nam thuộc hai tỉnh Long An và Tây Ninh, nằm giáp danh với vùng mỏ vẹt của Campuchia, thì quân Khmer Đỏ chỉ cần đi bộ 2 ngày là sẽ tới Sài Gòn. Do quân khu Đông có vị trí chiến lược quan trọng, Khmer Đỏ tích cực củng cố, phát triển lực lượng nhằm mở những đợt tấn công quy mô lớn hơn vào Việt Nam từ hướng của quân khu này, mà trước hết là tấn công mạnh vào Tây Ninh. Sau những cuộc tấn công liên tiếp vào Tây Ninh của Khmer Đỏ từ đầu tháng 11 năm 1977, phía Việt Nam luôn đề cao cảnh giác và đã cử các đại đội quân chủ lực thay nhau tuần tra, canh gác ngày đêm tại cửa khẩu Phước Tân thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, Châu Thành là địa phận rất gần với thị xã Tây Ninh nên Khmer Đỏ bằng mọi giá muốn chiếm khu vực này. Sau khi tổ chức các cuộc thăm dò, quan sát chốt chặn của Việt Nam trong nhiều ngày, đêm ngày 25 tháng 11 năm 1977, trên hướng cửa khẩu Phước Tân, lợi dụng lúc nửa đêm khi Việt Nam có 4 bộ đội vừa đổi ca gác, quân Khmer Đỏ đã bất ngờ mở cuộc tấn công mới vào cửa khẩu này. Pol Pot huy động phần lớn lực lượng của một sư đoàn chủ lực và một số trung đoàn địa phương với quân số khoảng 7.000 quân ổ ạt tấn công. Bộ đội Việt Nam ở trên chốt không phân biệt người đang canh gác hay đã tạm chợp mắt nghỉ ngơi, ai cũng ôm cây súng, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chính vì vậy, khi nghe thấy tiếng súng nổ, toàn đại đội quân Việt Nam đã tập hợp xong đội hình phòng thủ. Khmer Đỏ với quân số đông áp đảo, cùng pháo và xe tăng yểm trợ nên tấn công rất mạnh. Những làn đạn bay trong đêm từ hai phía lóe sáng cả một khu vực. Tại vị trí tiền tiêu này, phía Việt Nam chỉ có khoảng 50 bộ đội, vũ khí chỉ là hai khẩu B-41 cùng súng AK. Mặc dù chống trả rất anh dũng, quyết liệt, nhưng lực lượng quá mỏng, không thể ngăn được bước tiến của quân đối phương. Hàng chục bộ đội Việt Nam đã trúng đạn của Khmer Đỏ và tử trận, số còn lại bị thương nên phải rút về tuyến sau, báo cáo tình hình và xin chi viện. Theo kế hoạch của Khmer Đỏ, sau khi quét qua cửa khẩu Phước Tân, đội quân Pol Pot sẽ tiến sâu vào chiếm khu vực Bến Sỏi thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Phía Việt Nam, nhờ có sự cảnh giác từ trước, khi đối mặt với tình hình bất ngờ, ngay lập tức, quân Việt Nam đã lên phương án tổ chức chặn đứng bước tiến của quân Pol Pot. Khoảng 3.000 bộ đội chủ lực đóng tại huyện Châu Thành đã được gấp rút điều động về phối hợp với hơn 150 cán bộ của lực lượng vũ trang Tây Ninh, nâng tổng quân số phòng thủ của Việt Nam lên đến 3.150 quân, quyết tâm đáp trả các mũi tiến công của quân Khmer Đỏ. Với quân số như trên, tương quan lực lượng của Việt Nam với Campuchia vẫn chênh lệch rất lớn, nhưng do lực lượng của Việt Nam đã phân bổ vào các khu vực khác, mặt khác Khmer Đỏ tấn công bất ngờ, nên với thời gian ngắn, Việt Nam không thể huy động được một lực lượng đông đảo hơn. Trước tình hình đó, quân và dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chỉ có hai sự lựa chọn, một là chiến đấu đến cùng, hai là chiến đấu đến tận cùng. Càng tiến sâu vào địa phận Việt Nam, song song với việc tấn công bộ đội Việt Nam, quân Pol Pot càng gia tăng các hoạt động tàn sát và hủy hoại tài sản của người dân địa phương, khiến người dân phải bỏ chạy vào các khu rừng để lánh nạn. Trong số những người chạy nạn, không chỉ có người dân Việt Nam mà còn có cả những người dân từ Campuchia chạy sang Tây Ninh để tìm con đường sống. Có một nhân chứng sống người Campuchia tên là Cho Sóc Ti đã chứng kiến sự tàn bạo của lính Khmer Đỏ khi Pol Pot mở rộng địa bàn càn quét ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Lúc đó, vì người cha già yếu không thể cùng dân làng ở huyện Châu Thành chạy vào rừng lánh nạn, ông Cho Sóc Ti đã quyết định ở lại để bảo vệ cha. Ông vừa kể lại vừa khóc. Tôi không bao giờ có thể quên được giây phút khi cha gọi tôi đến và bảo, con ơi, con chạy đi, hãy để cha ở lại, nếu có chết thì chỉ mình cha chết thôi. Khi đó tôi đau lòng lắm,
Tôi là một người con trai và tôi làm sao đành lòng bỏ cha tôi ở lại được. Tôi quyết tâm không bỏ lại cha, tôi cầm sẵn con dao để đợi bọn Pol Pot đến. Thế nhưng, cuối cùng ông Cho Sóc Ti vẫn không ngăn được Khmer Đỏ giết hại cha ông và ngay cả bản thân ông cũng nằm dưới họng súng của đội quân Pol Pot. Tuy nhiên, rất may mắn là ngay sau đó, một đơn vị phía Việt Nam trên đường chặn bước tiến của quân Khmer Đỏ đã bắt gặp cảnh tượng cận kề cái chết của người dân vô tội tên Cho Sóc Ti và cứu sống ông. Ông Cho Sóc Ti xúc động: "Tôi xin cảm ơn những người lính Việt Nam đã cứu giúp tôi thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Tôi sẽ nhớ mãi công ơn của người lính Việt Nam. Nếu như ngày đó tôi không được bộ đội Việt Nam cứu sống, thì tôi cũng không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào." Ngày 29 tháng 11 năm 1977, quân Pol Pot sử dụng xe tăng dẫn đầu bắn phá ác liệt vào lực lượng bộ đội Việt Nam đang chặn đánh ở cầu Bến Sỏi với mục đích nhanh chóng tiến qua cầu, chiếm đóng các vị trí quan trọng. Hàng nghìn bộ đội Việt Nam thương vong trong cuộc chiến này. Có ít nhất 980 bộ đội đã mãi mãi nằm xuống quanh khu vực cầu Bến Sỏi. Quân Khmer Đỏ đã vượt cầu Bến Sỏi thành công, luồn sâu vào một số điểm trên sông Vàm Cỏ Đông, tạm thời chiếm đóng các xã Chí Bình, An Bình, Thanh Điền thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tuy giành được ưu thế, nhưng quân Khmer Đỏ cũng thiệt hại hết sức nặng nề với khoảng 2.000 thương vong, trong đó 1.100 lính đã bị bắn tử trận. Phía Việt Nam đã thu hơn 400 súng các loại của Khmer Đỏ. Với những tổn thất to lớn, vào đầu tháng 12 năm 1977, quân khu 7 phía Việt Nam bổ sung thêm 2 sư đoàn chủ lực, 2 trung đoàn độc lập kết hợp với lực lượng vũ trang Tây Ninh sẵn sàng cho các cuộc chiến đấu tiếp theo. Trước những hành động xâm lấn biên giới có cường độ, quy mô ngày càng lớn, đặc biệt là nhiều dân thường Việt Nam bị quân Khmer Đỏ đuổi cùng giết tận, gây ra những cảnh tượng vô cùng đau xót, Việt Nam đã vạch ra kế hoạch tổ chức phản kích, đẩy quân Khmer Đỏ về biên giới, sau đó đánh sâu vào một số địa điểm trên lãnh thổ Campuchia, mà trước hết là quân khu Đông, nhằm đáp trả những hành động tấn công của chính quyền Pol Pot. Mặt khác, phía Việt Nam còn tổ chức đón, di chuyển, bố trí nơi ăn ở sản xuất cho người dân Campuchia chạy sang Việt Nam lánh nạn, đưa các đội trinh sát đặc nhiệm luồn sâu tìm kiếm, bắt liên lạc với các nhóm quân đội Khmer Đỏ ly khai. Việt Nam chủ trương điều động khoảng 30.000 quân, bao gồm một số lực lượng của 6 sư đoàn chủ lực để tham chiến. Thời điểm đó, do quân số thuộc các sư đoàn còn khá mỏng, Việt Nam phải tổng động viên lực lượng từ phía Bắc vào. Hàng nghìn bộ đội từ các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc khác đã tòng quân, chi viện cho mặt trận biên giới Tây Nam khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới 19-20 tuổi. Theo kế hoạch, quân đội Việt Nam chia làm 3 hướng tấn công chính như sau. Hướng thứ nhất do lực lượng của Sư đoàn 9 cùng Sư đoàn 5 và Sư đoàn 7 phụ trách với tổng quân số khoảng 8.000 quân, có nhiệm vụ đẩy lui Khmer Đỏ ra khỏi tuyến biên giới từ phía Bắc Sa Mát thuộc địa phận xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đến Vạt Sa thuộc xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó vượt biên giới tấn công vào các vị trí quân sự của Campuchia tiếp giáp với phía Bắc tỉnh Tây Ninh. Hướng thứ hai gồm lực lượng khoảng 7.000 quân của Sư đoàn 341 và Sư đoàn 2 cùng Trung đoàn 55 pháo binh có nhiệm vụ hành quân lên, hỗ trợ hướng thứ nhất tái chiếm lại các vị trí trung tâm của xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, đẩy lui Khmer Đỏ ra khỏi tuyến biên giới từ phía nam Sa Mát đến Lò Gò, tiến theo quốc lộ 22B vào trục đường số 7 của Campuchia, tấn công quân Khmer Đỏ ở Suông. Hướng thứ ba do lực lượng của Sư đoàn 5 cùng một sư đoàn chủ lực khác và Trung đoàn 14 thuộc Sư đoàn 7 với sự yểm trợ của một đại đội xe tăng T-59 và một đại đội thiết vận xa M-113 thu được của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa sau giải phóng với tổng quân số khoảng 15.000 quân, chia làm 2 mũi. Mũi thứ nhất do lực lượng của Sư đoàn 5 kết hợp với một sư đoàn chủ lực khác tái chiếm lại các vị trí ở huyện Châu Thành. Mũi thứ hai do Sư đoàn 7 phụ trách phản kích quân Khmer Đỏ ra khỏi huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, mũi thứ nhất tiến theo đường số 13. Mũi thứ hai theo quốc lộ 1 vào Campuchia, hội quân ở Spareang và tấn công quân Khmer Đỏ trên quốc lộ 1 Campuchia. Cần phải làm rõ rằng, hai trục lộ chính của quân khu Đông Campuchia là quốc lộ 7 và quốc lộ 1. Quốc lộ 7 là một tuyến đường chiến lược quan trọng có hình cánh cung đi vòng từ thị xã Kretie qua Snuon, Mi Mot, Krek, Suong, Chup tới Kampong Cham, song song với biên giới phía Bắc của tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Trong khi đó,
Quốc lộ 1 là con đường đi từ biên giới Việt Miên qua Brasov, ngang qua tỉnh lỵ Svayriêng đến Nẹt Luông. Ngày 2 tháng 12 năm 1977, quân đội Việt Nam trên hướng thứ nhất có pháo binh và xe tăng yểm trợ đã đồng loạt tấn công vào cụm chốt của Sư đoàn 4 quân Pol Pot đang chấn giữ phía bắc khu vực Sa Mát thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong lúc đó, một lực lượng khác của phía Việt Nam trên hướng này cũng tấn công vào khu vực Vạt Sa, Tràng Riệc. Người dân ở xã Tân Lập cũng quyết tâm ở lại bám đất, giữ làng, phối hợp với bộ đội Việt Nam, ngày đêm đào đắp công sự, cắm trông, xây dựng hàng chục km tuyến phòng thủ biên giới để ngăn chặn các đợt tấn công của quân Khmer Đỏ. Cuộc tấn công mạnh mẽ của Việt Nam đã gây ra sự hoảng loạn những phút đầu cho gần 14.000 quân Khmer Đỏ đang chấn giữ ở tất cả các khu vực trên. Tuy nhiên, ngay sau đó, quân đối phương đã ổn định đội hình, phản công mạnh trên nhiều hướng, nhưng cuối cùng đã bị lực lượng phía Việt Nam đánh bật ra khỏi các chốt trên một tuyến biên giới từ phía Bắc Sa Mát đến Vạt Sa trong ngày 3 tháng 12 năm 1977. Trong lúc đó, trên hướng tiến công thứ hai, một lực lượng của Sư đoàn 341 kết hợp với lực lượng của Sư đoàn 2 quân Việt Nam hành quân về khu vực trung tâm của xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, Pol Pot cho khoảng 3.500 quân chấn giữ. Vào đêm ngày 2 tháng 12 năm 1977, phía Việt Nam cử một lực lượng đồng loạt tấn công, chiếm lại các làng bản thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh mà trước đó đã rơi vào tay Khmer Đỏ. Các trận chiến diễn ra hết sức ác liệt, quân Pol Pot ở trong công sự ngoan cố kháng cự. Bộ đội Việt Nam có xe tăng và pháo binh yểm trợ tấn công mạnh hơn. Sau 2 giờ giao tranh, phía Việt Nam đã đẩy được quân Khmer Đỏ ra khỏi trung tâm xã Tân Lập, phía nam khu vực Sa Mát và làm chủ quốc lộ 22B. Trong lúc đó, một lực lượng khác của phía Việt Nam tiếp tục tấn công, đánh bật hơn 2.500 quân Pol Pot ra khỏi khu vực Lò Gò. Sau 2 ngày chiến đấu, đến ngày 3 tháng 12 năm 1977, Trung đoàn 21 thuộc Sư đoàn 290 Khmer Đỏ cùng nhiều đơn vị khác của Pol Pot chiếm đóng các khu vực này đã bị đánh thiệt hại nặng, phải co cụm về các vùng giáp biên giới Việt Cam. Trên hướng thứ 3, quân Việt Nam chia làm 2 mũi. Trước hết là mũi phản kích Khmer Đỏ ở địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cũng cần biết rằng, sau khi cho quân tấn công qua cửa khẩu Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vào ngày 25 tháng 11 năm 1977, Pol Pot phát triển quân đội chiếm đóng nhiều khu vực của huyện Châu Thành. Quân Khmer Đỏ đã đốt hàng trăm nhà dân và cắt hàng chục mẫu lúa, tiếp tục mở rộng vùng chiếm đóng nhằm nhanh chóng tiến về thị xã Tây Ninh. Trước tình hình đó, ngày 2 tháng 12 năm 1977, phía Việt Nam nhanh chóng điều động lực lượng của một sư đoàn chủ lực kết hợp với lực lượng của Sư đoàn 5 tổ chức tái chiếm lại các địa điểm của huyện Châu Thành. Với sự hỗ trợ của lực lượng xe tăng và thiết giáp, quân Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc tấn công bất ngờ vào các vị trí ven sông Vàm Cỏ Đông. Khi trời nhập nhoạng tối, cũng là lúc cuộc hành quân bí mật qua sông Vàm Cỏ Đông của những đơn vị quân Việt Nam bắt đầu. Vì là lực lượng bộ binh nên các đơn vị chỉ hành quân bộ, xuồng để dành cho hậu cần và cán bộ chỉ huy cao cấp. Trong đêm tối, bộ đội hầu như không thể nhìn thấy bờ sông, tất cả chỉ là một làn nước mênh mông màu đen. Cuộc hành quân gian khổ khi mỗi bộ đội Việt Nam phải cởi bỏ quân phục, giữ quần áo khô sang bên kia sông để mặc. Khi bơi qua sông mà gặp sự cố thì không được phát ra tiếng động, vì nếu bị lộ, pháo của Khmer Đỏ sẽ bắn tới ngay lập tức. Sau khi vượt sông thành công, theo quan sát, bên bờ sông cứ cách khoảng 1 km lại có một bốt gác của lính Khmer Đỏ. Bộ đội Việt Nam triển khai vào các vị trí, bất ngờ nổ súng vào các trạm gác của đối phương, chiến đấu giành giật từng tấc đất và cuối cùng đã giành quyền kiểm soát tại các khu vực cao điểm dọc bờ sông Vàm Cỏ Đông. Các xã Chí Bình, An Bình, Thanh Điền thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh được giải phóng sau một tuần bị Khmer Đỏ chiếm đóng. Trước sự tấn công mạnh của Việt Nam, quân Pol Pot nhận thấy không thể đánh sâu vào thị xã Tây Ninh nên đã rút quân theo hướng cầu Bến Sỏi. Lực lượng phía Việt Nam đã truy kích quân đối phương trên một đoạn đường dài 10 km đến cửa khẩu Phước Tân, buộc Khmer Đỏ phải rút về bên kia biên giới vào ngày 3 tháng 12 năm 1977. Cũng trong ngày 2 tháng 12 năm 1977, tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, mũi tấn công còn lại của phía Việt Nam điều động một lực lượng của Sư đoàn 7 cùng một phần lực lượng của đại đội xe tăng Thai 59 và đại đội thiết vận xa M113 phản kích quân Khmer Đỏ tại khu vực Cây Me, cầu Thúc Múc, rừng Long Khánh thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Quân đối phương tại các địa điểm trên phần lớn thuộc Sư đoàn 3 Khmer Đỏ.
Đến 9 giờ tối cùng ngày, bộ đội Việt Nam đã làm chủ các trận địa, chia cắt và tiêu diệt nhiều cụm chốt của quân Pol Pot. Quân Khmer Đỏ bị đẩy lui về bên kia biên giới vào đêm ngày 3 tháng 12 năm 1977. Tính trên tuyến biên giới từ huyện Châu Thành đến huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, ở hướng tấn công thứ 3 này, phía Việt Nam đã phá hủy được một tuyến công sự hơn 150 hầm của Pol Pot ở khu vực biên giới. Tính đến ngày 3 tháng 12 năm 1977, sau khi đã phản kích, đẩy lui được quân Khmer Đỏ ra khỏi các vị trí thuộc 3 huyện Tân Biên, Châu Thành và Bến Cầu, Việt Nam giữ nguyên 3 cánh quân như kế hoạch và bắt đầu tổ chức tấn công sang lãnh thổ Campuchia. Trên hướng thứ nhất, sau khi thương vong một lực lượng trong các cuộc phản kích Khmer Đỏ ra khỏi biên giới ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thì đến thời điểm đó, Việt Nam còn hơn 6.700 quân. Quân Khmer Đỏ sau khi bị Việt Nam phản kích ra khỏi biên giới đã nhanh chóng rút về các căn cứ của quân khu Đông để củng cố lực lượng. Ngày 4 tháng 12 năm 1977, từ phía bắc của xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, các lực lượng của Sư đoàn 5, 7 và 9 phía Việt Nam vượt cửa khẩu Tràng Riệp, tiến vào đất Campuchia trên hướng đường số 7. Tháng 12 là thời điểm bắt đầu mùa khô ở Campuchia, thời tiết khô ráo tạo điều kiện cho các cuộc hành quân của bộ đội Việt Nam. Khmer Đỏ chia lực lượng ẩn nấp trong các cánh rừng hoặc khu vực có dân cư sinh sống để tránh trinh sát của phía đối phương, đồng thời lợi dụng thời cơ thích hợp để đánh úp quân Việt Nam. Bộ binh của Việt Nam đã thực hiện những cuộc hành quân cả ngày lẫn đêm, luồn sâu trong các khu rừng để truy quét Khmer Đỏ. Vào ban ngày, bộ đội Việt Nam hành quân liên tục, trong khi trên vai mỗi người phải mang vác thêm khoảng 30-40 kg, bao gồm quân tư trang, gạo, thực phẩm, súng đạn. Những đôi chân bị chai sạn vì đi dép cao su, thậm chí còn mang đầy thương tích nếu đi vào các khu rừng rậm rạp. Những đêm hành quân không ngủ, tất cả luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bởi quân Khmer Đỏ cũng có kinh nghiệm đánh du kích khá bài bản do được bộ đội Việt Nam huấn luyện từ trước đây. Đó là chưa kể, khi bước sang đất Campuchia, phía Khmer Đỏ đã cài dày đặc những bãi mìn trên các con đường, cánh đồng, thậm chí trong các bìa rừng. Chỉ cần một phút sơ suất sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cả đơn vị. Sau một tuần hành quân trên đất Campuchia, đến ngày 10 tháng 12 năm 1977, trinh sát phía Việt Nam đã phát hiện một lượng lớn quân Khmer Đỏ đang đóng ở Mi Mốt, ước tính khoảng 5.700 quân. Mi Mốt là một huyện cực đông của tỉnh Kampong Cham, Campuchia, có vị trí giáp với biên giới Tây Nam của Việt Nam, cách cửa khẩu Tràng Riệp, tỉnh Tây Ninh khoảng 14 km. Mi Mốt chính là vùng 21 thuộc quân khu 203, tức quân khu đông của Khmer Đỏ. Đây là một vị trí chiến lược quan trọng. Phía Việt Nam quyết định tập hợp lực lượng đánh một trận lớn vào khu vực này để tiêu diệt một phần sinh lực của quân Khmer Đỏ. Đêm ngày 12 tháng 12 năm 1977, Việt Nam tổ chức bao vây xung quanh điểm đóng quân của Khmer Đỏ ở Mi Mốt. Đúng 23 giờ 50 phút, Việt Nam đồng loạt tấn công vào căn cứ của đối phương, khiến quân Khmer Đỏ bị bất ngờ và chống trả quyết liệt. Trận chiến giằng co đến sáng ngày 13 tháng 12 năm 1977, phía Khmer Đỏ bị thiệt hại khá nặng nề và rút quân vào các khu rừng lân cận. Theo lệnh của Bộ Chỉ huy, Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng truy quét thêm 2 ngày. Đêm ngày 13 tháng 12 năm 1977, Bộ đội Việt Nam hành quân trong một khu rừng quanh khu vực Mi Mốt thì phát hiện ra một trung đội Khmer Đỏ đang hiện diện tại đây. Một cuộc đấu súng diễn ra và 12 trong số 20 lính Khmer Đỏ đã bị phía Việt Nam bắn tử trận, số còn lại đã kịp rút lui vào sâu trong rừng. Đến ngày 15 tháng 12 năm 1977, Việt Nam nhận thấy đã hoàn thành kế hoạch đề ra là tiêu diệt một phần sinh lực của đối phương tại hướng này, nên đã rút toàn bộ quân đội Việt Nam về nước, đồng thời bố trí một lực lượng trấn giữ khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia, phòng thủ chặt chẽ. Trên hướng thứ hai, theo kế hoạch, từ ngày 4 tháng 12 năm 1977, quân Việt Nam thuộc Sư đoàn 341 cùng Sư đoàn 2 và Trung đoàn 55 pháo binh từ quốc lộ 22B vào trục đường số 7 của Campuchia, tấn công Trung đoàn 21 thuộc Sư đoàn 290 và nhiều đơn vị quân sự khác của Khmer Đỏ. Một số đơn vị của Khmer Đỏ bị Việt Nam đánh tan rã từ trong địa phận xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nên lực lượng còn rất mỏng. Đến ngày 12 tháng 12 năm 1977, Trung đoàn 21 thuộc Sư đoàn 290 và nhiều đơn vị khác của Khmer Đỏ đã rút về đến Suông, Campuchia. Tại Suông, nhiều công sự của Khmer Đỏ được xây dựng kiên cố nên việc tấn công đối phương tại đây gặp nhiều khó khăn. Do đây cũng là một căn cứ trọng yếu của quân đối phương thuộc quân khu Đông nên Pol Pot tổ chức phòng thủ rất chặt chẽ.
Trước tình hình đó, Việt Nam tổ chức chia đội hình thành nhiều đơn vị nhỏ, hàng đêm đánh du kích vào căn cứ của đối phương. Ngày 15 tháng 12 năm 1977, Việt Nam dồn toàn bộ lực lượng trên hướng thứ hai này đánh một trận tổng lực vào căn cứ của Khmer Đỏ tại Chuông. Sau hàng giờ đấu súng, cả hai bên đều thương vong rất lớn. Việt Nam sử dụng hỏa lực bắn pháo vào quân Khmer Đỏ và đã khiến cho hàng trăm lính Pol Pot bỏ mạng trong các hầm hào công sự. Căn cứ Chuông của Khmer Đỏ bị tàn phá nặng nề, quân Pol Pot buộc phải rút lui vào các cánh rừng để củng cố lực lượng. Ngay trong ngày 15 tháng 12 năm 1977, sau khi đã tiêu diệt được một lượng lớn quân đối phương, quân Việt Nam rút về nước. Trên hướng thứ ba, sau khi đẩy lui quân Khmer Đỏ ở huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu ra khỏi biên giới, lực lượng của Sư đoàn 5 cùng một sư đoàn chủ lực khác đã kết hợp với đại đội xe tăng Thai 59 tiến qua cửa khẩu Phước Tân theo hướng đường số 13 tiến vào quốc lộ 1 Campuchia. Cùng lúc đó, lực lượng của Sư đoàn 7 và đại đội thiết vận xa M113 từ Bến Cầu vượt qua cửa khẩu Mộc Bài tiến thẳng vào quốc lộ 1 của Campuchia. Lúc này, tổng quân số còn lại của Việt Nam sau các đợt phản kích quân Khmer Đỏ trên hướng này còn khoảng 12.600 quân. Ngày 4 tháng 12 năm 1977, khoảng 7.500 quân Việt Nam tiến vào đất Campuchia trên hướng từ cửa khẩu Mộc Bài. Chỉ sau 3 ngày, tức ngày 7 tháng 12 năm 1977, quân Việt Nam đã vào đến quận Prasau, sát tỉnh Svay Rieng của Campuchia. Qua quan sát, phía Việt Nam biết được khu vực này là căn cứ của Sư đoàn 3 Khmer Đỏ. Do phần lớn lực lượng của Sư đoàn 3 Khmer Đỏ được điều động sang mặt trận Tây Ninh từ trước, nên lực lượng trấn giữ tại đây khá mỏng. Với mục tiêu đánh lớn nhằm gây thiệt hại nặng cho quân Khmer Đỏ, Việt Nam không tổ chức tấn công ngay mà rút về các vị trí an toàn để chờ thời cơ. Ngày 8 tháng 12 năm 1977, từ Prasau, Trung đoàn 273 cùng một số đơn vị phía Việt Nam rút theo hướng Nam về Mộc Hóa thuộc tỉnh Long An. Trung đoàn 266, Trung đoàn 55 pháo binh và Tiểu đoàn 1 thiết giáp cùng các đơn vị còn lại theo quốc lộ 1 rút về biên giới Tây Ninh để chờ các lực lượng tàn quân thuộc Sư đoàn 3 Campuchia đang từ Tây Ninh rút về Prasau sau các đợt phản kích trước đó của phía Việt Nam. Ngày 15 tháng 12 năm 1977, về cơ bản, các lực lượng của Sư đoàn 3 Khmer Đỏ đã trở lại Prasau. Tại đây, ước tính có khoảng 5.000 quân Pol Pot. Đến đêm ngày 15 tháng 12 năm 1977, quân Việt Nam hành quân ngược trở lại để bao vây, tấn công Sư đoàn 3 quân Campuchia. Ngày 16 tháng 12 năm 1977, Việt Nam tổ chức tấn công mạnh vào Prasau. Các cuộc chiến kéo dài dai dẳng suốt cả ngày, hai bên đều thương vong rất lớn. Trước sự tấn công liên tiếp của phía Việt Nam, ngày 17 tháng 12 năm 1977, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Campuchia điều động thêm một lực lượng của hai sư đoàn là 703 và 301 từ Trung ương về tăng cường cho mặt trận Prasau. Trong lúc đó, từ cửa khẩu Phước Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, hơn 5.000 bộ đội Việt Nam cũng tiến vào đường số 13, tấn công Trung đoàn 182 và một số đơn vị thuộc Sư đoàn 3 Campuchia. Khi truy quét Khmer Đỏ về đến giao điểm giữa đường 13 và quốc lộ 1 Campuchia, nhận được tin báo Khmer Đỏ đã tăng cường thêm một lực lượng về Prasau nhằm đánh bật cánh quân của Việt Nam trên quốc lộ 1. Ngay lập tức, cánh quân trên hướng đường 13 của Việt Nam phân bổ đội hình, cử một số đơn vị từ trục đường 13, hành quân ngược trở lại quốc lộ 1 về hướng Prasau để chi viện cho cánh quân trên quốc lộ 1, khiến quân Khmer Đỏ rơi vào tình thế bị bao vây từ hai phía. Lực lượng còn lại của Việt Nam trên hướng đường 13 sẽ tiếp tục truy quét Trung đoàn 182 và một số đơn vị khác của quân Khmer Đỏ. Tại quận Prasau, Campuchia, một trận chiến đấu vô cùng ác liệt đã diễn ra. Sư đoàn 3 Khmer Đỏ tổn thất rất nặng nề. Những binh lính còn sống sót đã rút qua Svay Rieng vào quốc lộ 1. Việt Nam tiếp tục cho quân áp sát. Đến Svay Rieng, hai cánh quân Việt Nam đã hội quân tại đây, tiếp tục phát triển lực lượng vào sâu trong lãnh thổ Campuchia theo hướng quốc lộ 1. Khmer Đỏ phân tán lực lượng vào các khu rừng, bản làng để củng cố lực lượng và đánh trả phía Việt Nam. Với ưu thế về xe tăng và thiết giáp, cùng tinh thần tấn công chủ động, phía Việt Nam đã từng bước đẩy quân Khmer Đỏ vào sâu hơn nữa trong nội địa Campuchia. Vào đêm ngày 25 tháng 12 năm 1977, trong một cuộc luồn sâu giữa rừng để truy tìm dấu vết Khmer Đỏ, một đại đội quân Việt Nam đã bị rơi vào trận địa phục kích của một tiểu đoàn quân Pol Pot. Mặc dù trước đó, Việt Nam đã tổ chức các hoạt động trinh sát trước khi hành quân, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cuộc đụng độ bất ngờ này. Do chênh lệch về lực lượng và bị tấn công bất ngờ, phần lớn đại đội quân Việt Nam thương vong và phải rút vào rừng. Nhìn thi thể đồng đội nằm đó, nhưng họ buộc phải quay lại vào một thời điểm khác để lấy xác.
sau một ngày, một đơn vị quân Việt Nam quay lại điểm tác chiến. Đến đỉnh dốc là một cảnh tượng đau xót hiện ra khi thi thể đồng đội nằm đó mới chỉ một ngày, nhưng dưới cái nắng của đất Campuchia đều đã trương phình lên. Cả đơn vị phía Việt Nam có 16 người hy sinh, người lớn nhất cũng chỉ mới 21 tuổi, trong đó có nhiều thi thể đã không còn nguyên vẹn. Tuy vô cùng căm giận và đau xót, nhưng từ kinh nghiệm chiến đấu trước đó, bộ đội Việt Nam không thể vội xông lên lấy xác đồng đội ngay, bởi ai cũng hiểu rằng Khmer Đỏ có thể cài mìn bên dưới những phần thi thể đó, nếu xông vào thì không tránh khỏi thương vong oan uổng. Vì vậy, bộ đội Việt Nam phải lấy dây kẽm để kéo các phần thi thể ra, đến điểm an toàn mới đưa hết lên võng, đưa đồng đội trở về. Trong những người hy sinh, có nhiều người mới được bổ sung vào đơn vị, họ còn chưa kịp biết tên nhau, nên nhiều trường hợp không thể nhận dạng được, phải nhờ người ở đơn vị cũ của họ đến nhận dạng. Sau khi chôn cất đồng đội, bộ đội Việt Nam lại tiếp tục lên đường chiến đấu. Ngay từ khi mới tấn công vào đất Campuchia, phía Việt Nam đã đề nghị đàm phán với Khmer Đỏ về những giải pháp ngoại giao nhằm thiết lập một vùng phi quân sự dọc biên giới, nhưng Pol Pot từ chối và giao tranh tiếp diễn. Ngày 31 tháng 12 năm 1977, Khmer Đỏ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, cuộc phản kích của Việt Nam tiếp tục diễn ra. Đến ngày 4 tháng 1 năm 1978, quân Khmer Đỏ đã rút về đến Nẹt Luông. Đây là một địa điểm cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài của Việt Nam hơn 80 km. Nhận thấy đã hoàn thành mục tiêu đề ra là đáp trả lại những hành động xâm lấn của Khmer Đỏ, ngày 5 tháng 1 năm 1978, các đơn vị quân đội Việt Nam rút quân về nước. Cũng trong tháng 1 năm 1978, quân Pol Pot tiếp tục tiến hành những cuộc thanh trừng đẫm máu tại quân khu Tây Nam, quân khu Bắc, đặc biệt tại quân khu Đông. Nhiều sĩ quan, binh lính trong quân đội Khmer Đỏ buộc phải chạy vào rừng, thành lập đơn vị ly khai, xây dựng căn cứ kháng chiến hoặc tìm cách chạy sang Việt Nam. Trong số đó có Hun Sen, thủ tướng đương nhiệm của Campuchia, tính đến thời điểm Chi Hát xây dựng video này. Hun Sen đã bỏ học để gia nhập nội bộ Khmer Đỏ vào năm 1970 và từng là tư lệnh tiểu đoàn ở quân khu miền Đông Khmer Đỏ. Khi quân Việt Nam tiến vào Campuchia tấn công Khmer Đỏ, Hun Sen và các thành viên tiểu đoàn của ông đã theo quân đội Việt Nam trở về lãnh thổ Việt Nam để từng bước xây dựng căn cứ chống Khmer Đỏ. Tổng kết cuộc chiến trên cả ba hướng tiến công, Việt Nam về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra là đánh tiêu hao một phần sinh lực của quân đối phương ở quân khu Đông Campuchia. Tính trên toàn mặt trận Tây Ninh, từ cuối tháng 11 năm 1977 đến đầu tháng 1 năm 1978, chỉ trong hơn một tháng, Việt Nam và Khmer Đỏ đã huy động một lực lượng rất lớn để chiến đấu. 49.800 quân Khmer Đỏ đã được Pol Pot điều đến mặt trận Tây Ninh và các khu vực tại quân khu Đông Campuchia. Là bên thường xuyên chủ động tấn công, nhưng Khmer Đỏ cũng đã phải chịu thương vong rất lớn, lên đến hơn 25.400 quân, trong đó hơn 8.900 binh sĩ đã tử trận. Hàng trăm súng, vũ khí các loại bị quân Việt Nam thu giữ, hàng trăm hầm hào, công sự của Khmer Đỏ bị Việt Nam phá hủy. Để đáp trả lại những hành động xâm lấn của Khmer Đỏ, phía Việt Nam cũng đã huy động khoảng 33.200 bộ đội để chiến đấu ở Tây Ninh và quân khu Đông Campuchia. Đã có hơn 10.700 bộ đội thương vong, hơn 3.700 bộ đội trong số đó đã tử trận, có ít nhất 1.100 bộ đội Việt Nam đã ngã xuống trên mảnh đất Chùa Tháp. Đó là chưa kể trong những đợt tấn công của Khmer Đỏ vào Tây Ninh. Bằng những cuộc pháo kích, quân Pol Pot đã khiến cho hàng nghìn người dân thường vô tội Việt Nam chết và thương tích nặng nề. Nhà cửa, tài sản của người dân, cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học, các cơ sở hạ tầng khác ở các xã biên giới của Việt Nam bị hủy hoại nghiêm trọng. Sau khi quân Việt Nam rút về nước, chính phủ Pol Pot gọi ngày 5 tháng 1 năm 1978 là ngày chiến thắng vĩ đại của Khmer Đỏ, thậm chí cho rằng nó còn vĩ đại hơn cả ngày 17 tháng 4 năm 1975 là ngày Khmer Đỏ giành được chính quyền ở Campuchia. Họ cho tăng khẩu phần của các cán bộ và binh sĩ để ăn mừng. Người dân Campuchia được Pol Pot tuyên truyền rằng quân đội Khmer Đỏ đã bắn cháy được nhiều xe tăng của Việt Nam rồi nấu chảy sắt thép những chiếc xe tăng đó làm bát ăn cơm và rằng quân đội Việt Nam không mạnh như nhiều quốc gia lầm tưởng, đã bị quân Khmer Đỏ tấn công và rút chạy khỏi Campuchia vào ngày 5 tháng 1 năm 1978. Tuy bề ngoài Pol Pot cho quân tuyên truyền chống phá Việt Nam, nhưng bên trong nội bộ của Khmer Đỏ, Pol Pot nhận thấy sự phản ứng có phần yếu ớt của quân đội thuộc quân khu Đông, nên đã nghi ngờ là có nội gián trong hàng ngũ lãnh đạo quân khu. Pol Pot chỉ thị cho Son Sen, Tà Mốc, Khe Pao điều tra để thanh lọc hàng ngũ. Cuộc thanh trừng đó đã góp phần gây chia rẽ và làm suy yếu lực lượng phòng thủ quân khu Đông của Khmer Đỏ. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.